Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú. Chào mừng tất cả anh chị cô chú đã quay trở lại kênh điện thoại Ngọc Sương ạ. Thì kênh mình chuyên mua bán trao đổi các loại điện thoại cũ giá rẻ. Địa chỉ là số 30 Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Và số điện thoại liên hệ mua hàng bên em là 0879182796 nha anh chị. Đó. Số Zalo cũng là số này luôn ha. Và anh chị mua hàng bên em là em có ship toàn quốc nha anh chị. Phí ship thì tầm khoảng 30 đến 40 ngàn ha. Thì bên em bán hàng là cho khách kiểm tra hàng, test máy thoải mái trước cái thanh toán nha anh chị. Đó, kiểm tra ok hết mình nhận hàng ha. Về chế độ bảo hành thì bên em sẽ bao test bao xài cho anh chị trong vòng 7 ngày và bảo hành trong vòng 1 tháng nha anh chị. Rồi sau đây em sẽ giới thiệu từng con cho để cho anh chị theo dõi cụ thể ha. Rồi con đầu tiên là dòng máy Samsung nha anh chị. Đây là Samsung J6 cộng này. Em có về một con duy nhất thôi nha anh chị, bản màu màu đen ha, Samsung J6 cộng. RAM 3, bộ nhớ 32GB này. Con này thì màn hình của nó 6 inch nè, 6 inch nha anh chị. RAM 3, bộ nhớ 32GB và pin là 3300mAh ha. Con này sản xuất đời 2018 nha anh chị. Đó, Galaxy J6 cộng. Vân tay ok hết ha. Con này thì vân tay thể hiện ở bên hông nha anh chị. Em đỡ là giá thanh lý cho anh chị giá 1 triệu chẵn này. Đó. Samsung J6 cộng bên em bán giá 1 triệu chẵn. Xài được 2 SIM nha anh chị. Xài được 2 SIM và có hỗ trợ mạng 4G ha. Đó. Samsung J6 cộng giá 1 triệu chẵn nè. Rồi tiếp tục là dòng máy Realme. Đây là Realme Realme C2 nha anh chị. Realme C2 bản màu xanh dương ha. Đó. Con này thì màn hình của nó tầm khoảng 6.1 inch nha anh chị. Nói chung thì con này máy cũng nhỏ gọn thôi ha. 6.1 inch nè. Bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB ạ. Con này thì pin của nó là 4000mAh nha anh chị, sản xuất đời 2019 nha. Đó, giá bán 1 triệu mốt nè. Realme C2 bên em bán giá 1 triệu mốt nha anh chị. Con này vẫn xài được 2 SIM ạ. Bản màu xanh dương ha, giá 1 triệu mốt nè. Rồi tiếp tục là dòng máy Redmi. Đây là Redmi 9 nha anh chị ơi, Redmi 9. Em có về bản màu xanh tím nè. Đó, màu xanh tím nha anh chị. Con này thì màn hình của nó là màn hình LCD 6.5 inch nè. 6.5 inch. Máy đẹp ken luôn, trên 95% nha anh chị. Bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB nè. Đây ha, giới thiệu về điện thoại Redmi 9. RAM 4, bộ nhớ 64GB và con này nó chạy chip G80 nha anh chị. Pin 5120mAh. Đó. Cái dòng pin của cái máy này nó rất là trâu luôn nha anh chị. Giá 1 triệu 7 mỗi con ha. Vân tay ok hết và đặc biệt nó có hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị. Đó, chui sạc Type-C này. Máy đẹp cực kỳ luôn, giá 1 triệu 7. Bên em bán có tặng cho anh chị sạc, ốp lưng và dán cương lực ha. Rồi tiếp theo nữa là dòng máy Vivo. Đây là Vivo Y20 ạ. Vivo Y20, em có về bản màu màu đen nha anh chị. Con này nó màu đen kiểu như đen xám nha anh chị. Đen xám, đó. Rất là đẹp luôn. Em mới gỡ cái mặt keo ra sau nè. Nhìn rất là đẹp luôn nha anh chị. Màn hình con này cũng 6.5 inch nha. Màn hình kiểu dáng, màn hình giọt nước nè. Rồi, mình sẽ chờ nó đồng bộ hóa ha. Đây, cài đặt này. Giới thiệu điện thoại. Vivo V2043 hay còn gọi là Vivo Y20 ạ. RAM 4, bộ nhớ 64GB nha anh chị. RAM 4, bộ nhớ 64GB và pin là 5000mAh ha. Con này em đỡ lại giá bán cho anh chị là 1 triệu 7 nha anh chị ơi. Đó, 1 triệu 7 Vivo Y20, bên em bán giá 1 triệu 7 ạ. Màu này là màu đen xám nha anh chị, đen xám full chức năng, xài 2 SIM nha. Đó, hàng chính hãng công ty đàng hoàng này. Giá bán 1 triệu 7 mỗi con ạ. Cũng có sạc, ốp và dán cương lực luôn nè. Rồi tiếp tục là dòng máy Oppo. Đây là Oppo A15s. Đó, Oppo A15s bản màu xanh dương nha anh chị. Màu xanh dương. Hình thức tầm khoảng 97% nè. Con này thì màn hình cũng 6.5 inch nha anh chị. Màn hình 6.5 inch. Oppo A15s, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Đó, RAM 4, bộ nhớ 64GB và con này thì pin của nó là 4230mAh nha. Đó, cam rất đẹp luôn. Con này nó chạy chip B35 nha anh chị. 4 camera này. Vân tay ok hết ha. Giá bán cho anh chị là 1 triệu 8 nha anh chị. Oppo A15s nha. Oppo A15s bên em bán giá 1 triệu 8 này. Đó. Máy full tất cả nha anh chị. Đẹp cực kỳ luôn nè.
Rồi tiếp đến là dòng máy Oppo A31. Oppo A31 em có về một con bản màu này là màu xanh nhạt nha anh chị, màu xanh nhạt này, đó. RAM 4, bộ nhớ là 128GB ha. Màn hình con này rất là sáng luôn nha anh chị. Đó, màn rất là đẹp luôn nè, không có bị ám phản quang gì hết ha. Oppo A31 RAM 4, bộ nhớ 128GB. Pin thì 4230mAh nha anh chị, vân tay ok hết nè, đó. Giá bán 1.8 luôn nha anh chị. Oppo A31 nha, bên em bán giá 1.8 ạ. Màu xanh này là xanh xanh nhạt nha anh chị, màu xanh nhạt. Con này sản xuất đời 2020 ha. Giá 1.8 này. Rồi tiếp theo nữa là dòng máy Samsung A02. Samsung A02 hôm nay em có về hai màu nha anh chị. Màu xanh xanh dương caro và màu đỏ caro nha anh chị. Đó, xanh dương caro và đỏ caro này. Hai con này thì hình thức cũng tầm khoảng trên 95% ạ. Màn hình của nó là 6.5 inch nha anh chị, 6.5 inch. Đây, Galaxy A02s. Phiên bản Android là 12 chấm nha anh chị ơi, 12 chấm, cấu hình thì RAM 4, bộ nhớ 64GB ha, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Con này đã sản xuất đời 2020 nha anh chị ơi, 2020, 3 camera và một đèn flash ha. Em đỡ lại giá thanh lý cho anh chị là 1.6 triệu nè, đó. Samsung A02s nha anh chị ơi, giá 1.6 triệu mỗi con ha. Sạc ốp lưng dán cương lực đầy đủ nha anh chị. Con này có hỗ trợ sạc nhanh nè. Đó, mấy cái dòng này xài rất là bền nha anh chị. Chui sạc Type-C ha, Type-C. Pin thì 5000mAh. Là dòng máy Samsung J7 Prime. Samsung J7 Prime thì hiện tại em còn hai con, một là đen và hai là màu vàng gold này. Đây. Đó, đen và vàng gold nha. Con này thì màn hình 5.5 inch. Bản RAM 3, bộ nhớ là 32GB. Galaxy J7 Prime ạ. Dòng pin của nó là 3300mAh nha anh chị. Đó. Xài được 2 SIM và con này nó vẫn hỗ trợ mạng 4G nha. Nói chung thì mọi chức năng ok hết. Đó, nghe gọi Zalo, YouTube, lướt TikTok, Facebook gì ok hết nha anh chị. Giá bán mỗi con là 900.000 nè. Đó. Samsung J7 Prime nha anh chị. J7 Prime thì bên em bán giá 900.000 mỗi con ha. Có sạc ốp lưng và dán cương lực này. Đó, con này thì đầy đủ phụ kiện luôn nha anh chị. Rồi tiếp theo nữa là dòng máy Samsung. Đây là Samsung A10s nè. Samsung A10s thì em có hai bản màu, một là đen và hai là màu xanh lá nha. Đó, đen và xanh lá. Hình thức thì tầm khoảng 95% này. Galaxy A10s nha anh chị. Rồi em sẽ chỉnh cái độ sáng lên xíu ha. Đây. Màn hình 6.2 inch, con này thì bản 32GB ạ. Galaxy A10s. Đó, Galaxy A10s phiên bản Android là 10 chấm nha anh chị, 11 chấm ha. Đó, vân tay ok, con này em đỡ lại giá bán là 1.1 triệu nha anh chị. Đó. Hàng chính hãng, công ty đàng hoàng hết luôn nha anh chị. Giá bán là 1.1 triệu. Có sạc ốp và dán cương lực nè. Samsung A10s nha anh chị. A10s thì bên em có bản màu đen và màu xanh lá ha. Mỗi con là giá 1.1 triệu nè. Rồi tiếp tục là dòng máy Samsung A02. Samsung A02 thì em có về hai màu luôn. Một là màu xanh lá, hai là màu đen nữa đó nha anh chị. Con này thì được cái là màn hình lớn nha, màn hình 6.5 inch và dòng pin của nó khỏe nha anh chị. Dòng pin là tới 5000mAh này. Đó. Rồi hiện tại con màu đen hết pin ha, cho nên em sẽ giới thiệu trước cái con màu xanh lá nha anh chị. Màu đen thì cấu hình nó cũng ngang nhau luôn nha anh chị. Đều là RAM 3, bộ nhớ 32GB luôn. Đó, Galaxy A02 nè. Phiên bản Android 10 chấm nha anh chị, RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin 5000mAh, con này đã sản xuất đời 2021 này. Giá bán 1.3 triệu mỗi con nha anh chị ơi, 1.3 triệu mỗi con này. Đó, sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ nha anh chị. Samsung A02 giá 1.3 triệu nè. Đây, mấy cái dòng này xài pin cực kỳ trâu luôn, màn hình lớn, pin trâu khỏe nè. Rồi tiếp tục là dòng máy Redmi 9A. Redmi 9A thì em có hai màu, một là màu xanh xám và hai là màu đen nha anh chị. Đó, xanh xám và đen. Con này tầm khoảng trên 95% ạ. Con này cũng màn hình lớn luôn nha, màn hình 6.5 inch luôn.
Và dòng pin thì cũng 5000 mAh nha anh chị. Đó, mấy anh chị nào mà thích điện thoại mà màn hình lớn mà pin trâu khỏe là xem mấy cái con này nè. Đây, giá thì cũng vừa tầm thôi nha anh chị. Bản 32GB, giá chỉ có 1 triệu 2 thôi nè. Redmi 9A nha anh chị, Redmi 9A. Đó. Bản 32GB nha, giá 1 triệu 2. Máy tầm khoảng 96-97% luôn nha anh chị, giá 1 triệu 2 đầy đủ phụ kiện này. Rồi em sẽ test cái phần cam nha. Đó, con này em cũng test cam trước cam sau cho anh chị coi nè. Cam trước, cam sau nè. Đó, cam sau, cam trước ok hết nha anh chị. Tục nữa là dòng máy Samsung A50. Samsung A50 em mới về bản màu trắng nha anh chị. Màu trắng này, con này màn hình Super AMOLED nha. 6.4 inch. Đó, màn hình giọt nước rất là đẹp sáng luôn nha anh chị. Galaxy A50 này. Phiên bản Android là 11 chấm nha anh chị. Con này thì cấu hình của nó là RAM 6 nha. RAM 6 bộ nhớ là 128 GB luôn nha anh chị. Đó, nó chạy chip Exynos là 9610 ha. Đó, hỗ trợ sạc nhanh. Và cái dòng máy này, cái vân tay của nó là hiển thị dưới màn hình nha anh chị. Đó, vân tay full full chức năng hết tất cả luôn nha. Con em đỡ là giá bán cho anh chị là 2 triệu chẵn nè. Samsung A50 nha anh chị, Samsung A50. Bản RAM 6 bộ nhớ 128 GB, em bán giá cho anh chị là 2 triệu chẵn nè. Đó. Sạc ốp lưng và dáng cương lực đầy đủ nha anh chị. Máy mới kẽn luôn, tầm khoảng 96-97% luôn nha anh chị. Màu trắng nè. Đó. Full chức năng tất cả, sai được 2 SIM nha anh chị. Giá 2 triệu, bản RAM 6 bộ nhớ 128 GB. Rồi tiếp đến là dòng máy Realme Sơn 12. Realme Sơn 12 thì em có bản màu màu xanh nha, xanh này là xanh dương ạ. Bản màu xanh dương nha anh chị. Màn hình của nó là 6.5 inch nè. Realme Sơn 12, RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Và đặc biệt con này pin của nó tới 6000 mAh nha anh chị. Con này sản xuất từ 2020. Đó, vân tay ok hết ha. Giá bán 1 triệu rưỡi nha anh chị. Realme Sơn 12 em đỡ là giá là 1 triệu rưỡi nè. Bản màu xanh xanh dương nha anh chị, màu xanh dương, giá 1 triệu rưỡi đầy đủ. Rồi tiếp theo nữa là dòng máy Oppo Reno 5. Oppo Reno 5 thì em mới về bản màu đen xám nha anh chị, màu đen xám, máy zin keng luôn ha, tầm khoảng 96-97% luôn nè. Màn hình Super AMOLED nha anh chị, 6.4 inch. Oppo Reno 5 bản RAM 8 bộ nhớ 128 GB nè. Đó. Con này nó chạy chip Snapdragon là 720G nha anh chị, 720G, phiên bản Android là 13 chấm nha. Đó, máy zin đẹp cực kỳ luôn. Vân tay thì hiển thị dưới màn hình nha anh chị, nhận diện khuôn mặt ok hết ha. Con này em đỡ là giá bán là 3 triệu mốt nha anh chị. Còn một con cuối cùng này, màu đen xám nha, em đỡ là giá bán 3 triệu mốt cho anh chị luôn. Đó. Sạc ốp lưng và dáng cương lực đầy đủ này. Oppo Reno 5 nha anh chị, còn một con thanh lý còn có 3 triệu mốt thôi ha. Rồi tiếp nữa là dòng máy Redmi 10. Redmi 10 bản màu trắng nha anh chị, màu trắng. Con này thì hình thức tầm khoảng 95% nè, 95% màu trắng tinh luôn nè. Màn hình LCD 6.5 inch. Đây, tên thiết bị là Redmi 10. Bản RAM 6 cộng 2 nha anh chị, RAM 6 cộng 2 và bộ nhớ của nó là 128 GB nha. Con này nó chạy chip Helio là G88 nha anh chị, G88, pin trâu khỏe 5000 mAh. Mấy cái dòng này xài chơi game cũng rất là ok nha anh chị. Đó, Redmi 10. Em đỡ là giá bán cho anh chị là 2 triệu 2 này. Màu trắng nha anh chị, hỗ trợ sạc nhanh. Vân tay ok hết ha, kiểu dáng rất là đẹp luôn nha anh chị, rất là xịn sò luôn. Giá bán là 2 triệu 2, con này sản xuất từ 2021 nha anh chị. Giá 2 triệu 2 đầy đủ phụ kiện. Rồi tiếp tục là dòng máy Samsung A71. Samsung A71 thì em mới về bản màu xanh xanh nhạt nha anh chị. Màu xanh này giống như là màu xanh lá chuối non á. Đó. Nhìn rất là dễ thương luôn nha anh chị. Màu hình tầm khoảng 98% luôn nè. Máy gần như là máy la nhiêu luôn ha. Màn hình lớn 6.7 inch nha anh chị, màn hình 6.7 inch. Rồi em sẽ cài đặt lại cái chế độ màn hình sáng để anh chị nhìn rõ cái màn hình nó nha. Đó.
Đây, màn hình của nó sáng đẹp này, không có bị ám phản quang gì hết nha anh chị. Galaxy A71 ạ. Con này phiên bản Android là 10 13 chấm này ha, 13 chấm, cấu hình RAM 8, bộ nhớ 128 GB. Và con này thì pin thì 4500 mAh nha anh chị, pin 4500 mAh. Nó sở hữu chip Snapdragon là 730 ạ. Hỗ trợ sạc nhanh này, con này thì vân tay cũng là vân tay hiển thị dưới màn hình luôn nha anh chị. Giá bán cho anh chị là 3,2 triệu ha, 3,2 triệu. Samsung A71 nha anh chị, Samsung A71 giá 3,2 triệu ạ. Màu xanh lá chuối nha. Rồi tiếp tục là Samsung A12. Samsung A12 thì em còn hai màu. Một là màu đen và hai là màu xanh lá nha anh chị, đen và xanh lá. Đó. Hình thức của nó tầm khoảng 97-98% luôn nè. Đó, máy đẹp đen luôn, không trầy xước nhiều nha anh chị. Máy rất là đẹp luôn. Màn hình LCD 6.5 inch. Galaxy A12 nha. Phiên bản Android là 11 chấm nha anh chị. Cấu hình RAM 4, bộ nhớ 128 GB nè. Đó. RAM 4, bộ nhớ 128 GB. Con này sản xuất đời 2020. Pin trâu khỏe 5000 mAh. Con này nữa là giá bán cho anh chị là 2 triệu chẳng nha anh chị. Màu đen và màu xanh lá nè. Này ha. Giá 2 triệu. Có đầy đủ phụ kiện nha anh chị. Máy rất là đẹp luôn. Rồi em sẽ test cái phần cam nha. Đó. Đây là cam trước, cam sau gì ok hết nha anh chị. Rồi tiếp theo nữa là dòng máy Vivo. Đây là Vivo Y21 ạ. Em còn một con bản màu trắng xanh nha anh chị, màu trắng xanh. Con này thì hình thức của nó tầm khoảng 97-98% luôn nha anh chị, 97-98% luôn nè. Màn hình LCD 6.58 inch nha. Rồi em sẽ vào phần giới thiệu điện thoại nè. Vivo Y21, RAM 4+1. RAM 4+1, bộ nhớ của nó là 64 GB nha anh chị. Con này phiên bản Android 12 chấm ha, máy rất là đẹp luôn, vân tay ok hết, hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị. Em đỡ là giá bán 2 triệu chẳng nè. Đó, Vivo Y21 giá 2 triệu chẳng nha anh chị. Màu này là màu trắng trắng xanh ha. Có sạc ớt và dán cương lực nè. Rồi tiếp nữa là dòng máy Oppo F11. Oppo F11 thì em còn một con bản màu xanh nha anh chị. Này là màu xanh kiểu như xanh tím. Ở bên phải thì màu tím, ở bên trái thì màu xanh nha anh chị. Đó, màu xanh tím này. Hình thức thì tầm khoảng 95%. Con này màn hình 6.5 inch nha. RAM 6, bộ nhớ 64 GB nè. Đây, Oppo F11 RAM 6, bộ nhớ 64 GB. Và con này thì nó sở hữu cái lượng pin của nó là 4000 mAh nè. Đó, sản xuất đời 2019. Nó chạy chip B70 nha anh chị. Giá bán 1,8 triệu nha. Oppo F11 nha anh chị, hàng Vinh công ty chính hãng ha, giá 1,8 triệu. Có sạc ốp lưng và dán cương lực luôn nha. Rồi con này em sẽ test cái phần cam cái đã. Đây, cam của nó rất là nét nè. Oppo F11 giá bán 1,8 triệu nha anh chị ơi, giá 1,8 triệu, đầy đủ phụ kiện nè. Rồi tiếp theo nữa là dòng máy Redmi Note 9S. Em còn một con bản màu xanh dương nha anh chị, Redmi Note 9S màu xanh dương nè. Con này thì màn hình của nó 6.67 inch nha anh chị, màn hình LCD cực kỳ lớn luôn nè. Bản RAM 6, bộ nhớ là 64 GB nha anh chị. Không, con này thì RAM 6, bộ nhớ 128 GB nha. Đây ha, RAM 6 cộng 2 nè. Bộ nhớ của nó là 128 GB. Và con này nó chạy chip Snapdragon là 720G nha anh chị, 720G. Máy full chức năng rất là đẹp luôn nha anh chị. Vân tay ok hết. Đó. Nói chung thì máy full chức năng luôn nha. Em đỡ là giá bán là 2,3 triệu nha anh chị. Redmi Note 9S nè, bản màu xanh dương ha, giá 2,3 triệu. Đó. Sạc ốp lưng và dán cương lực tặng đầy đủ nha anh chị. Redmi Note 9S bản màu xanh dương giá ha. Rồi thì em sẽ kết thúc video đây ha. Thì anh chị cô chú xem được con nào ok thì mình cứ liên hệ trực tiếp cho Ngọc Sương ha. Qua số điện thoại 0879182796 nha anh chị. Hoặc là anh chị cứ nhắn tin Zalo qua số này cho em cũng được ha. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Bye bye.